Thân chào quý phụ huynh cùng các em học sinh khối 2 thân mến. Đến với tiết học trực tuyến hôm nay, chúng ta sẽ học môn toán bài chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Rồi bây giờ các em cùng quan sát cho cô. Cô có hình tam giác ABC có ba cạnh là AB, BC và CA. Để tính được độ dài, tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC thì ta lấy 3 cm cộng 5 cm cộng 4 cm bằng 12 cm. Như vậy ta nói rằng chu vi hình tam giác ABC là 12 cm. Vậy với cách nói này thì tổng độ dài các cạnh của hình tam giác là chu vi của hình đó. Rồi như vậy cô nhắc lại một lần nữa nè. Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác chính là chu vi của hình đó. Đây cũng chính là quy tắc mà chúng ta rút ra trong bài học ngày hôm nay nha, về tính chu vi của hình tam giác. Rồi, tiếp theo cô sẽ có hình tứ giác EGHD. Có 4 cạnh là DE, EG, GH và HD. Vậy tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác DEGH này là ta lấy 3 cm cộng 2 cm cộng 4 cm cộng 6 cm, ta bằng 15 cm. Và ta cũng nói rằng chu vi hình tứ giác DEGH là 15 cm. Và với cách nói này thì tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác là chu vi của hình đó. Cô nhắc lại, tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác là chu vi của hình đó. Và đây cũng là quy tắc thứ hai ta rút ra được trong bài học ngày hôm nay, là chu vi hình tứ giác. Thì để vận dụng được kiến thức mà chúng ta đã học, chúng ta sẽ sang phần. Cô có bài thứ nhất, tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là. Câu A, 7 cm, 10 cm và 13 cm. Câu B, 20 dm, 30 dm và 40 dm. Câu C, 8 cm, 12 cm và 7 cm. Rồi, ở đây cô có bài mẫu, bài A nha. Để tính được bài này thì trước tiên chúng ta cũng phải đặt lời giải nè, rồi có phép tính nè, và chúng ta cũng ghi đáp số luôn nha. Nó cũng là thuộc một dạng bài toán có lời văn nha. Chúng ta sẽ giải như thế này. Chu vi hình tam giác là, ta lấy 7 cộng 10 cộng 13 bằng 30 cm. Đáp số là 30 cm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút để chúng ta suy nghĩ bài B và bài C nha. Có đáp án của bài B và bài C cho các em. Câu B, chu vi hình tam giác là 20 cộng 30 cộng 40 bằng 90 dm. Đáp số là 90 dm. Bài C, chu vi hình tam giác là, ta lấy 8 cộng 12 cộng 7 bằng 27 cm. Ta có đáp số 27 cm. Rồi như vậy chúng ta đã hiểu và vận dụng được cách tính của chu vi hình tam giác rồi đúng không nè. Rồi bây giờ các em qua bài tập số 2,
Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là 3 dm, 4 dm, 5 dm và 6 dm. Bài B, 10 cm, 20 cm, 10 cm và 20 cm. Thì với bài tập này, cô cũng dành cho các em khoảng 2 phút để các em suy nghĩ nha. Rồi, bây giờ chúng ta qua bài A. Chu vi hình tứ giác là ta lấy 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 bằng 18 dm. Đáp số 18 dm. Câu B, chu vi hình tứ giác là ta lấy 10 cộng 20 cộng 10 cộng 20 bằng 60 cm. Đáp số 60 cm. Thì như vậy kết thúc tiết học của ngày hôm nay. Thì các em cũng đã học và vận dụng được cách tính chu vi của hình tam giác và hình tứ giác. Nghe cô dặn ha, về ở nhà các em cố gắng học bài và làm bài ha. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và có nhiều sức khỏe. Thân chào các em.